Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu về các loại visa du lịch cũng như là du học tại Úc. Thì như các bạn biết thì Úc luôn dang rộng vòng tay chào đón các sinh viên quốc tế đến sinh sống học tập. Tuy nhiên Úc vẫn có những quy định nghiêm khắc để duy trì cái an ninh trật tự và đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân. Các bạn sinh viên quốc tế thường nghĩ lấy được tấm bằng visa là đã an tâm và do đó không nắm được luật, nên nhiều bạn đã vi phạm luật và bị hủy visa du học Úc. Vậy cụ thể du học sinh sẽ bị hủy visa du học Úc khi vi phạm những lỗi nào? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu các bạn nhé! Úc là một đất nước đầu tư rất mạnh về mảng giáo dục và tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế. Bên cạnh chính sách ưu tiên về việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế, Úc cũng sẵn sàng hủy visa du học những sinh viên vi phạm những quy định và luật lệ. Sẽ có rất nhiều lý do và nhiều tình huống khác nhau khiến bạn bị hủy visa du học. Sau đây tôi sẽ tổng kết 5 lý do khiến các bạn bị hủy visa du học Úc. Thứ nhất là đi du học với mục đích không phải du học. Những ai du học Úc với mục đích đi làm và tìm cách ở lại đất nước này bất hợp pháp sẽ phải chịu cảnh sống chui nhủi, không dám làm việc, ăn chơi, yêu thương công khai. Hoặc vì mục đích ở lại này, các bạn lại tìm cách lách luật bằng cách kết hôn giả hoặc nhận con nuôi giả. Với chính sách nhập cư này càng chặt chẽ, hợp lý một khi đã phạm luật và bị phát hiện, các bạn thậm chí cả gia đình các bạn cũng sẽ không được ở định cư tại Úc. Thứ hai là việc làm chui và làm thêm giờ. Nhiều bạn qua bên Úc bỏ trốn học để đi làm thuê kiếm tiền ở các nhà hàng, khuân vác nông trại. Tuy nhiên vì đã làm chui nên họ sẽ chỉ nhận được mức lương bóc lột khoảng cỡ 8 đô la một giờ. Các bạn ấy vi phạm quy định sinh viên quốc tế chỉ được làm thêm 40 giờ 2 tuần và đối diện với nguy cơ bị trục xuất bất cứ lúc nào nếu như bị phát hiện. Thứ ba, kế đến là kết quả học tập kém. Với trường hợp du học sinh Úc thì rớt quá nhiều môn, bị hủy giấy chứng nhận lưu trú học tập hoặc các bạn du học sinh không đủ tiền đóng học phí cũng sẽ bị hủy visa. Các bạn phải biết trường ở bên Úc sẽ báo cáo số điểm danh lên cho trụ sở quản lý việc nhập cảnh và bất cứ học sinh nào không đi học đầy đủ dưới 80% thành tích học tập sẽ bị cắt visa. Và điều tiếp theo là vi phạm luật pháp ở Úc. Bạn có thể bị trục xuất vì vi phạm những lỗi như là trốn vé xe, chửi bậy, chống lại người thi hành công vụ, ăn cắp vặt, hay nếu bạn khai man những thông tin không chính xác trong hồ sơ của mình và truy ra thì các bạn sẽ bị cơ quan có thẩm quyền hủy visa du học. Thực sự mà nói, không phải bạn nào khi đưa ra quyết định đúng đắn ngay từ lúc ban đầu và chắc chắn sẽ rất muốn chuyển trường hoặc chuyển đổi khóa học cho phù hợp với mình. Nên chính phủ Úc có hẳn nguyên một bộ luật để xét riêng từng trường hợp cho phép bạn có được chuyển trường hay không. Các bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định việc chuyển trường để không vi phạm luật và bị hủy visa các bạn nhé. Thì tương tự như vậy, tại Úc cho phép các bạn làm thêm nhưng cũng phải tuân thủ theo quy định riêng về việc làm thêm. Với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại xứ sở Kangaroo và hoàn thành cái việc học của mình thật tốt. Mọi thông tin chi tiết về việc xin visa, rồi xin trường cũng như các chính sách về định cư, các bạn có thể liên lạc trực tiếp với các tư vấn của chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang, chúng tôi không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.